phía trước mọi người là một cái nhà tạm của một bên ngang đường mình quốc lộ 1A, một cái quốc lộ 1A cũ á, thì hôm nay Duyên sẽ đem cái phần quà của quý mạnh thường quân gửi đến cho ông cụ là chị quà của chị Thu Mai Hồ. Con chào ông, tặng quà tháng 7 á. Con để ở trên đây nha. Sao bên em đây giữ vậy ta? Phá gì mấy bữa không có rồi không? Dạo. Con gửi ông thêm tiền mặt nữa. Trồng mấy cái này con thích để... Đẹp, con thấy đẹp. Cũng hay không? Dạ. Nó la là sống được. Nó sống dễ cho mùa không? Cá sống được và nó chưa được. À dạ, đây mấy cái cây ông trồng rất là đẹp nè. Ông chia sẻ là nghi lá nấu chua cũng được. Ăn sống có muối chứ. Được. Dạ. Con nó đẹp. Đó là rồi xong. Dạ. Ông ăn cơm chưa? Dạ. Mới ăn hả? Còn thiếu muối nữa. Được không? À hình như không có cái đó ông ơi. Con gửi quà cho ông. Giống đầu lỡ Vũ Lan rồi. Dạ đúng rồi, lỡ Vũ Lan của quý mạnh thường quân gửi không? Mình trên đầm bảy á. Dạ đúng rồi, đầm bảy á. Rồi lỡ Vũ Lan. Một năm rồi, một năm tám. Rồi ông chăm chụp con cái này nha. Dạ đúng rồi, chụp đi. Ông ở trong nhà của ông này vừa đủ một mình, ông để một cái giường thôi, rất là chật. Thôi con xin phép ông nha. Nói luôn cái đường đi đâu? Đường đi lên Thanh Đức thêm ông cụ Thái và em của cụ Thái. Nhạc chị trai. Ôi dồi, quay cái đường kìa. Quay ngược cái đường kìa. Thấy đường lên dốc không? Đây đây, nó không quay cái à. Ôi, đó. Mệt á. Thở như trâu. Chắc chắn. Hãy dừng lên chưa mọi người? Hả? Rồi lên con dốc này. À. Học xì dầu luôn. Ngồi trước lắm. Tại vì caramel kệ chứ. Bà đâu kệ chứ. Có caramel. Sập đồ về đây đi con. Ông đi chơi gì hả? Đi vàng.
Ra đây với con đi. Ôi nồi. Ra đây với con. Đây là hoàn cảnh. Cho mát ngồi này cái đó mấy. Đây ngồi đây. Đây là hoàn cảnh ông cụ. Làm giống đi nào, lên đi. Ông cụ Thái. Ông cụ Thái. Lâu rồi con không lên ha. Thì mình phải giúp hoàn cảnh khác rồi chứ bà. Tê hà tê hà. Mở đây. Đây, caramel chỉ tay không một phần. Lâu nay ông với bà khỏe không? Cũng khỏe ha. Ông bà là không có con. À, hai vợ chồng già nương tựa nhau. Ngày ông đi nhặt con trai á thì đổi danh tiền là đổi gạo mắm muối. Bún gạo đó rồi ok Út. Rồi đó, rồi. Hoàn cảnh của bà là không có không có chồng, bà bị nặng tay. Là bà có một người con bại não như vậy nè, là nay 34 tuổi rồi, hàng ngày là bà sẽ nhốt vào trong một cái lồng cụi á. Thì cuộc sống của bà hiện tại như thế nào? Điếc cổ nói cho tụi con. Cuộc sống bà hiện tại như thế nào? Cuộc sống thì khổ lắm mà cũng nhờ từ thiện một cho gạo đồ ăn, cũng nhờ cả hồi cũng giáp với nhau mà ý nó giáp này nó cho người cho dạ. Khổ lắm cả hồi thì cũng thiếu, cả hồi thì cũng tạm đủ. Từ thiện người ta là cho gạo rồi giấy gạo qua đồ giấy này khác, chứ giờ già rồi bao mấy năm cứ giữ miếng này đâu có làm gì được đâu cô. Cô chứ gì ở đây nhốt cái lồng kia nữa đấy. Đây nhốt trong cái lồng này nè cả nhà. Có cái lồng xét quỳ chạy kìa hả? À, con biết rồi, con tới đây. Con tới đây cũng nhiều lần rồi. Đây là nhốt ở trong đây mà giường ở đây cũng hên lắm. Nên là cho anh em bật hai quạt. Quạt không có điện, không có điện, không có tiền trả nữa chứ. Thôi bữa nay tới đây là tặng quà cho bà. Hả? Tặng quà cho bà với lại cho bà tiền đóng tiền điện nha. À, cảm ơn cô ngăn nghèo cảm nhiều. Nè không có tiền đóng được. Vãi mình. Đây là hoàn cảnh là ba bị bệnh tai biến. À, anh trai thì bỗng dưng bị co rút tay chân. Tay chân có giật luôn. Thì còn em thì rút đi. Hoàn cảnh của gia đình thì rất là khó khăn. Nên Duyên Lê sẽ kết nối để giúp đỡ gia đình. Thì bây giờ thì ai cho Duyên là Duyên cũng nhận hết á. Anh trai thì mới bị phát bệnh là bị teo cơ. Khoảng gần 2 năm rồi. Còn em gái thì bị nay cũng phải 3-4 năm. Đây là ba thì bán vé số tai biến. Ngày bán được khoảng 100 tờ thôi. Nhưng mà phải hai vợ chồng chia nhau bán để một người chăm sóc cho con.